mến kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Thì tiếp tục hành trình đi tham quan hành hương ở Hòn Nghệ. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì đại tú đến điện trước tôn tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát để quay cho cô bác mình xem trong cái buổi chiều ngày hôm nay, trong cái khung cảnh ở Hòn Nghệ nghe gì. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa chú quý vị, thì ở đây là phía sau nơi Hòn Nghệ. Thì dách này hiện tại bây giờ đó là rất là nhiều tàu bè trở về đây để đợi, giống như kiểu như núp gió và sóng. Số bè ở đây thì nuôi cá, còn tất cả những chiếc tàu thì ngư dân đánh cá đó thì cũng trở về đây phía sau Hòn Nghệ để đậu, để tránh gió, tránh sóng. Đây rất là nhiều nha, rất là nhiều tàu và bè ở đây, khu vực này. Ở đây nếu mà bằng đêm mình ra đây thì chắc rất là đẹp á, tại vì bằng đêm ở đây đốt đèn lên đẹp lắm. Thì chút nữa nếu mà có quay bằng đêm thì đại tú sẽ ra đây quay cô bác mình xem ha. Ở phía cảnh phía sau này rất là đẹp. Đây là đỉnh đồi ở nơi Hòn Nghệ nha. Ở phía sau này thì có tôn tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi giờ đây đại tú sẽ đi sơ lược qua kinh minh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, thì sẽ đi quay ở nơi khung cảnh chùa Liên Tôn cũng như là ở Hòn Nghệ cho tốt mình xem ha. Đây. Đây có tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà mình sẽ qua bên tôn tượng ở nơi phía trước mặt hướng tây. Ở đây mà đại tú có từng ngủ qua đi. Ở đây thì có tôn tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có năm vị đệ tử, tức là năm anh em Kiều Trần Như, tức là ông Kiều Trần Như và Bác Ác Bệ, Bạc Đề, Ma Nam Câu Ly, Thập Lục Ca Diếp. Năm vị này đầu tiên Đức Phật đắc đạo trở lại huyện Dường Lộc qua Lộc Quyển, độ năm anh em Kiều Trần Như trước nhất. Là lúc này đó là Phật pháp có là trên là Phật, Đức Phật kế là Đức Phật nói pháp tứ đế là pháp, năm anh em Kiều Trần Như là tăng, tức là lúc này là đã có tam bảo rồi nha, Phật pháp tăng đã có. Đó là cái biểu tượng cho sự mà ra đời của Đức Phật để cứu độ chúng sanh lần thứ nhất. Rồi thì tôi sẽ quay tiếp tục cho cô bác mình xem ha. Thì kính thưa quý vị, ở nơi đây là khu vực mà tất cả những du khách tham quan hành hương trở về nơi Hòn Nghệ đó, thì những phái đoàn thì sẽ ghé nơi chỗ này để nghỉ, để ngủ. Và bên cạnh đó chùa cũng đặc biệt là có nấu nướng cho du khách đến đây để dùng và ngủ. Ví dụ như ở đây thì mọi người nếu mà dùng cơm ở đây xong, nếu có gieo duyên lại thì chùa sẽ nhận để nấu tiếp tục tải cho cô bác mình. Thì bên cạnh đó thì ở đây khi tham quan hành hương tới đây thì khách du lịch người ta sẽ tắm. Thì ở đây cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh. Thì ở đây cũng có nước ngọt nha quý vị. Thì tức là chùa sẽ lấy cái nước giếng và nước mưa để hứng lại cho du khách mình có cái nước để dùng ở bên Hòn Nghệ ha. Đây là hai vị này là đi từ bên đông qua bên tây là chụp hình riết luôn. Bây giờ rồi, giờ đây là 18 vị A La Hán. Thì đây là các vị A La Hán đã chứng đạo ha. Đây thì ở đây mình có thể là nhìn qua bên đó mình có thể thấy được tôn tượng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.
buổi chiều mặt trời xuống gần phước gần phước vàng đây. Bây giờ mình ngắm mặt trời lặn nha. Cây hoàng hôn đã nở hoa. Cây hoàng hôn. Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài khoang đêm sập cửa, đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, câu hát trăng bồm cùng gió khơi. Nè, cảnh hoàng hôn chiều xuống rất là đẹp ở bên Hòn Nghệ nha. Hoàng hôn ở đây nè, chụp đây một cái hôn. Nè hai chị mình tự xứng tiếp. Vô. Vô, cũ chụp hình là phái rồi. Trời chiều xuống đẹp lắm quý vị. Đây là mình đứng phía đây, mình quay trở lại cho cô bác mình xem ha. Những mỏm đá nhô nhô lên rất là nhọn, rất là đẹp. Bên đó đó kìa. Đây nè con. Ở đây mình nhìn lên mình thấy được là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã cái tay cầm bình nước cam lồ và nhành dương liễu đã bị rớt xuống rồi. Thì kính thưa quý vị, đây là đại tú đã bước lên trên phía trên, tức là nơi tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát đã đắc quả. Vì tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát là thân nữ quý vị? Tại vì vì cái lòng của chúng sanh đó, người nữ rất là ham mộ Phật pháp, cho nên là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là hóa ra thân nữ để hầu để độ cho người nữ nhân, cho dễ bề. Tại vì có rất là nhiều người ta hướng về quy y với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là nhiều, cho nên là Quan Thế Âm Bồ Tát là hóa ra thân nữ, chứ thực sự là một vị đã đắc quả rồi thì không có còn mang thân nữ nam nữa ha quý vị. Thì cái cánh tay của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nó bị sứt một bên đó. Thì hồi nãy ở dưới tàu thì đại tú có nghe đó là một vị đi chung đó, thì cái chú đó ông nói là do là nguyên nhân là trời sấm sét lớn quá, cho nên là rung động hay là sét điện nó chớp chúng hay gì đó, cho nên là cái cánh tay nó rơi xuống. Nhưng mà đại tú thì không có tin. Thực tế quý vị, tức là do cái nghệ nhân là lúc mà xây tôn tượng đó thì không có kiên cố sắt và xi măng đó, không được gọi là dính cứng chắc, cho nên là lâu ngày vài tháng thì nó sẽ dở, sẽ bể, sẽ mục. Thì chắc do nguyên nhân đó chứ không phải là do trời đánh hay sấm sét gì hết trơn quý vị. Tại vì tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một tôn tượng của một vị Bồ Tát, cho nên là không gì là phải là như lời của một vị mà ở dưới tàu nói ha. Thì chắc này là do nguyên nhân là hồ không dính, sắt kết với nhau không có tốt, cho nên là sắt mục và xi măng gớt ra, chứ không phải là do cái nguyên nhân đó hay gì. Dạ. Đây là toàn bộ khung cảnh buổi chiều ở nơi Hòn Nghệ. Ở đây nhà dân người ta ở rất là đông nha.
Này để Tú sẽ quay xuống ánh biển ha. Ở trên này mình ở trên phía cao mình nhìn xuống nè, đá lởm chởm nè. Đối với Hòn Nghệ thì đại Tú đã qua bên đây được lần này lần thứ tư. Thì nhân viên mà đại Tú qua đây lần đầu tiên á quý vị, thì đại Tú được ngủ ở chân chỗ cái chân của Đức Quang Theo Bồ Tát, cái chân chỗ cái mí xanh xanh đó quý vị, mí xanh xanh đó đó, đại Tú nằm ngủ chỗ đó đó. Lần đầu tiên đại Tú qua đây là đại Tú ngủ ở chân chỗ chân của Đức Quán Theo Bồ Tát. Thì tại vì do đoàn đi đông quá và bên cạnh đó thì chỗ ngủ chật hẹp, cho nên đại Tú qua đây đầu tiên đại Tú ngủ dưới chân của Đức Quán Theo Bồ Tát, và hai lần sau thì được ngủ ở trong chùa. Dạ rồi, giờ này là ở hướng Ba Hòn đây, mình quay vô là rất là nhiều hòn nhô nhô lên ha, rất là nhiều cái gì. Thì điện từ ở trong Ba Hòn kéo thẳng ra ngoài Hòn Nghệ luôn nghe quý vị. Đây là đường điện kéo thẳng ra ngoài tới Hòn Nghệ luôn nè. Phải nói là rất là kỳ công đường điện. Ở đây có số anh em ta tắm mà ta lội qua lúc bên đó luôn kìa. Rồi. Buổi chiều này trên Hòn Nghệ quá đẹp quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại Tú xin kính chào tất cả quý vị. Thì vừa qua đại Tú đã quay sơ lược ở nơi Hòn Nghệ ở trong cái buổi chiều cho cô bác mình xem khung cảnh buổi chiều nghe quý vị. Thì chương trình quay đã xong. Thì chúc tất cả mọi người coi chương trình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc quý đồng đạo chúng ta luôn tu hành tinh tấn nha. Vậy đây để tôi xin kính chào. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật.